Sáng nay theo giờ địa phương tại thủ đô Wellington, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và phu nhân đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức New Zealand từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 3. Lễ đón được tổ chức đặc biệt trang trọng theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm chính thức New Zealand, gồm lễ đón truyền thống của thổ dân Maori và lễ đón chính thức. Gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-New Zealand không ngừng phát triển, nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược từ tháng 7 năm 2020. Hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ. New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 39 trên 143 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng 11.000 người, là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm New Zealand lần này, Thủ tướng Chính phủ sẽ hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của New Zealand để trao đổi về các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, trong đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, truyền thống như thương mại, đầu tư, đặc biệt là hợp tác về lao động, giáo dục đào tạo, nông nghiệp. Thủ tướng cũng tọa đàm và làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand, thăm làm việc với các tổ chức khoa học, công nghệ, giáo dục New Zealand nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.